Thanh Vũ và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Minh Châu. Em chào anh Vũ. Hôm nay trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, anh sẽ hướng dẫn cho Minh Châu cũng như quý vị và các bạn thêm một món ăn Âu nữa. Món ăn Âu ha, như vậy rất là thích hợp cho những ngày đầu năm đó. Tên món thì nghe rất là quen thuộc, đó là món bò cuộn phô mai. Để chuẩn bị cho 4 người ăn thì nguyên liệu của chúng ta cần có bò phi lê 400g, hành tây, lá thơm, cần tây, cà rốt, bơ rô, thịt đặc dăm xay nhiều mỡ, giò sống, phô mai 2 lát, rượu vang đi, ngò tây băm, cà chua hộp, bột mì, mù tạt vàng, trứng gà và một số gia vị thông thường. Ngoài ra một gia vị nữa không thể thiếu đó là hạt nêm Aji ngon. Trước tiên thịt bò chúng ta sẽ cắt ra làm 4 miếng bằng nhau. Đó. Chúng ta sẽ dùng búa đập thịt, chúng ta sẽ đập mỏng đều ha, dày khoảng chừng 5 ly là vừa. 5 ly. Thịt bò sau khi chúng ta đã đập mỏng xong, chúng ta ướp thịt bò với một chút muối tiêu. Sau đó chúng ta ướp chở đều hai mặt ha, chúng ta ướp đều như vậy. Rồi chúng ta để qua một bên cho thịt bò thấm nha. Kế tiếp, hành tây, cần tây, cà rốt và bơ rô. Anh sẽ cắt nhỏ. Xong, chúng ta bỏ qua một bên. Cà rốt một ít anh sẽ băm nhuyễn, cũng để qua một bên. Tiếp tục, cần tây thì anh sẽ lấy lá anh băm. Rồi một ít bơ rô anh cũng băm nhuyễn. Chưa hết, còn hành tây, tỏi tây, cà rốt và bơ rô còn lại anh sẽ cắt miếng. Cần tây và tỏi tây chúng ta cũng cắt miếng như vậy luôn, chúng ta cũng để ở đây. Bây giờ dầu đã nóng ha, anh sẽ cho tất cả các rau vào xào luôn. Bỏ vào cùng một lúc hả anh? Đúng vậy. Để em giúp anh cho. Rồi Minh Châu xào giùm anh nha. Rồi để anh xem, được rồi đó. Anh sẽ chút ra chén và để cho nguội. Bây giờ chúng ta sẽ trộn nhân, chúng ta sẽ cho rau củ băm xào khi nãy vào. Kế tiếp chúng ta cho giò sống vào, ngò tây băm nhuyễn, một ít mù tạt vàng, trứng gà chúng ta đánh tan và chúng ta cho vào khoảng nửa trứng thôi em, và chúng ta sẽ trộn đều lại. Rồi sau khi nhân của chúng ta đã được, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cuộn thịt bò. Chúng ta cho một miếng thịt bò lên hớp như vậy, chúng ta cho ít nhân lên. Kế tiếp chúng ta mới cho phô mai lên. Kế tiếp chúng ta sẽ gấp hai đầu lại như vậy, cuộn lại. Chúng ta sẽ định hình bằng một sợi dây, ta chỉ buộc xéo qua như vậy rồi xong. Rất là đơn giản ha. Rồi xong, chúng ta sẽ cho ít dầu vào. Rồi anh sẽ cho một cái nào đó, thịt bò mau chín lắm anh Vũ. Cái này mình, món này là món hầm em ơi, cho nên anh chiên là cái này chiên, chỉ chiên lấy mặt thôi. Rồi thì bây giờ kế tiếp anh sẽ cho một ít rượu vang đi vào. Wow. Đó. Chúng ta phải dùng muỗng mạnh rồi đốt để cho thơm ha. Kế tiếp chúng ta tắt lửa, gắp từng miếng thịt ra để vào bên. Chúng ta dùng cái chảo này cho một ít dầu vào. Rồi các loại rau này chúng ta cũng xào cho vàng nâu luôn. Rau này chúng ta chỉ xào cho vừa vàng thôi. Bây giờ anh sẽ cho khoảng một muỗng canh bột mì vào. Sau đó đảo đều như vậy. Kế tiếp chúng ta sẽ cho cà chua hột vào, chúng ta cũng cho khoảng một muỗng canh, xào một tí cho cà chua được lên màu. Kế tiếp chúng ta sẽ cho khoảng 4 chén nước lạnh vào và chúng ta sẽ thả hai lá thơm vào. Các bạn lưu ý chỉ hai lá thơm nhỏ như vậy thôi nhé, nếu chúng ta dùng lá lớn thì chỉ cần một lá là đủ. Sau khi chúng ta cho nước vào thì các bạn nhớ lưu ý là quậy đều để cho bột mì được tan hết trong nước luôn, nếu không thì sẽ bị vón cục đấy. Bây giờ chúng ta phải nêm gia vị, 2 muỗng Aji ngon. Kế tiếp anh sẽ cho 4 cái cuộn thịt bò vào để vừa xem xét như vậy. Đó. Chúng ta nấu nhỏ lửa khoảng 25-30 phút là thịt vừa mềm. Khi đó chúng ta sẽ vớt ra. Rồi bây giờ nước sốt của chúng ta đã chuyển sang màu nâu đậm. Anh sẽ tắt lửa và gắp từng cục thịt ra.
Còn nước sốt này thì chúng ta lược lại, chúng ta sẽ lược lại bằng cái vợt mịn. Món ăn này thường sẽ dùng chung với lại các rau củ xào. Chúng ta phải nhớ cắt bỏ hết chỉ chúng ta cột khi nãy. Chúng ta cho vào một dĩa sâu lòng. Kế tiếp anh sẽ cho nước sốt vào. Em có thể ăn kèm với bánh mì không? Đúng vậy, chúng ta có thể ăn kèm với bánh mì và một ít rau xào. Cà rốt cắt quả chám nè, một kiểu cắt rất là cơ bản cho món ăn Âu. Và mướp chai bi. Đó. Và cuối cùng một cọng rau thơm trên mặt. Thế là xong. Anh đang thực hiện một món ăn Âu cho nên là làm cho em cảm thấy hơi thắc mắc về những cái nguyên vật liệu mà dùng nó nhìn cũng hơi lạ, giống như cọng rau thơm này, này nhìn cũng lạ nữa, không giống với những loại mà em đã từng nhìn thấy. Nhưng mà em vẫn rất thích cái món ăn này bởi vì nó có màu sắc hài hòa nè, lại có mùi thơm rất là đặc trưng nữa. Và đặc biệt nha, cái nước sốt của nó sóng sánh như thế này làm rất là hấp dẫn rồi đó. Cảm ơn Minh Châu rất là nhiều. Hãy gửi thư cho chúng tôi theo số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 061-383-4455. Còn bây giờ Minh Châu và anh Thanh Vũ phải nói lời tạm biệt với quý vị rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.